Em mới về được cái lô cáp sạc của iPhone. iPhone bao nhiêu? Hôm nay thì em không khóc nữa đâu. Chiều hôm qua em khóc rồi các bác ạ. Chiều hôm qua các bác cái đập loa của em khóc rồi. Đúng không? Làm ăn kệ thôi, khóc mãi làm sao mà nên người được các bác nhỉ. Đấy, cáp sạc USB về cho các bác. Càng khổ thì mình càng vượt qua nhỉ. Đấy, đây cáp sạc USB thì các bác nhìn đây, nhà sản xuất đã thông báo hết trên này rồi. Combo của cáp sạc này là 2 m, dài có 3 sợi này, chỗ này có 3 sợi nhé. Sợi dài nhất là 2 m, sợi thứ hai là 1 m, và sợi thứ ba là 0,2 m, nhưng mà có nghĩa là 20 cm đấy, nhưng em đo nó tầm 22. Cái ngắn nhất thì dùng để cho ô tô thì em tuân bác, và các bác là thôi chứ còn đấy là việc của các bác. Nhưng mà các bác nó đặt hàng hôm qua đấy, em bảo em khóc cái các bác em khóc cái thế thôi đấy ạ. Cáp sạc của USB loại cái này dài nhất, tất cả dây đều được bọc dù các bác chứ, dây đều được bọc dù hết, bọc dù rất là đẹp luôn, nói chung là đẹp. Một combo này gồm có 3 sợi đây, sợi ngắn nhất là 22 cm, ngắn nhất 22 cm, sợi dài nhất là 2 m, và sợi thứ hai là 1 m. Đấy, đây là cáp sạc cho iPhone. Thì đây, như nhà sản xuất đã thông báo trên này cho bác là kích thước thì có hết rồi. Giá trị cũng niêm yết luôn trên này là 300.000 một bộ. Một đổi một trong vòng 12 tháng. Đấy. Được chưa? Thì báo cáo các bác là những cái cáp sạc như thế này thì trên thị trường của họ vẫn bán khá là nhiều. Nhưng mà ở một số cái siêu thị thì do tình hình nhiều ngày trước đó, cái lô này là nhập từ cái hôm mà dịch bệnh nó lớn ấy. Đấy, thì không bán được thì mình nhập về. Thì báo cáo các bác là cái giá niêm yết của họ 300, nhưng em để cho các bác nhé, em để cho các bác mức giá là 130.000, 130.000 mua lẻ nhé, 130.000 một bộ này mua lẻ nhé, 130.000 một bộ này mua lẻ. Còn nếu mua cả 3 bộ thì là 300.000, 3 bộ trở lên 300.000, được chưa? 2 bộ thì là 220. 2 bộ 220, còn 1 bộ thì là 130. 1 bộ là 130.000, có mức giá là bán. Còn nếu bác lấy 2 bộ thì là thành là 101 đấy, một hộp đấy. 2 hộp là 200 là 220. Thì bác nếu mà bác mua lẻ là mất 260 đúng không? Thì bác lấy 220 bác được 40.000 rồi. Nếu bác mua 3 hộp. Đấy, 3 hộp thì là 330. 330 thì tính ra là các bác đỡ được 60.000. Đấy, ok chưa? Em này em cứ thích thì thế cứ đánh vào túi tiền nha bác. Bác lấy cho nó nhanh hết. Đấy, chưa? Dây dài nhất dây dài nhất thì các bác dùng ở sạc điện thoại đầu giường rất là tiện, bởi vì các bác đỡ phải nghiêng người ra, với đi với lại nó rất là tiện. Những dây 1 m thì nó cũng để cho bác sạc về phổ thông này. Và dây ngắn này là đa số là cắm ô tô này. Ủa chưa? Lại được chưa? Mức giá em Tuấn đã thông báo nhá, 3 bộ thì là mua 3 bộ trở lên thì tính 101 một bộ. Nói thế thôi. Được chưa? Đúng không ạ? 3 bộ thì tính 101 một bộ, mà 2 bộ thì tính 120, mà 1 bộ thì tính 130. Thế thôi cho nhanh. Rồi em Tuấn chào bác.